Xin mời chú ở cuối cùng luôn ạ. Tôi xin hỏi diện chủ ba câu. Nhưng mà cái câu một tôi hỏi là tôi đi nhiều chùa và các chùa đều thấy cái thùng chỗ chánh điện để là nếu mình cúng tiền hay là cúng cái gì đó vô đó thì cũng đều để là công đức. Vậy tôi hỏi diện chủ chứ cái tiền này là công đức hay là phước đức hay là những cái gì đó, diện chủ cứ giải thích cho tôi nghe. Giờ anh cúng cái gì? Anh cúng cái gì nói giờ là nói gì? Cúng tiền, nhưng mà trong cái thùng tiền thì trước thùng tiền nào cũng đều để là công đức mà ở đâu? Hoặc là phước đức. Coi như là hầu như nhiều chùa đều để như vậy, chỉ có chùa này là tôi không thấy. Bây giờ á, anh công đức mà muốn công đức cứu một cái việc gì ta làm mà cho cái người ta đọc ta thấy á, ta giác ngộ á, thì anh có công đức. Còn tại các chùa đã tôi nói rồi, các chùa vật lý người ta không hiểu cái này, ta không hiểu giác ngộ giải thoát là cái gì, thì cái gì cũng là công đức. Người ta tưởng tượng ta làm vậy thôi, chứ giờ mình làm sao nói được. Bây giờ các cái chùa thờ, nói xin lỗi nha, các cái chùa mà thờ Quan Âm cũng không có công đức luôn, nói cho biết. Vì Quan Âm là phước đức nha. Nếu mà các đắp cái tượng Quan Âm là phước đức chứ không được công đức. Mà kể cả ông Phật Thích Ca này nè, ngồi mà ngồi thiền là cũng có phước đức à. Chỉ có ngồi cái cầm cành hoa sen mà người nào ngộ đạo mới có công đức nha. Còn không ngộ đạo cũng phước đức hết. Mình phải hiểu vậy. Tại các chùa người ta không hiểu thì người ta phải nói vậy, chứ giờ nói sao giờ. Tôi thấy làm cái gì cũng công đức, cái phiếu gì cũng công đức, hòm công đức, công đức. Mà để là cái miễu cũng để công đức nữa, chứ không phải ấy đâu. Nhưng mà thành ra bây giờ chùa Thiền Tông Trân Diệu là muốn chuẩn quá là cái này. Anh muốn phước đức thì như thế nào, công đức như thế nào, phải nói. Anh về anh đọc lại cái chỗ ông Lương Võ Đế cắt 72 câu chùa. Hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma chứ trẫm có công đức gì không. Tổ Bồ Đề Đạt Ma không có chút nào hết. Ông kia ông mới buồn, ông tức. Ông nói Tổ Bồ Đề Đạt Ma là ông thì điên. Cái công đức có nghĩa là giúp người ta giác ngộ và giải thoát. Còn phước đức giúp người ta an vui, không có sầu khổ là phước đức. Anh có thể phân biệt cái này. Anh có thể đi tới cái chùa, anh hỏi tại cái hòm công đức tôi là tôi cúng cho mà công đức là làm cái gì ra công đức, thì coi người ta trả lời sao. Cái đó là do tại cái chùa người ta trả lời, chứ mình đây không can thiệp được. Vì bớt Đức Phật có dạy thế này nè, tất cả chùa vật lý người ta muốn làm gì là muốn cúng, muốn tụng, cầu xin, muốn gì thì kể của người ta. Nghĩa là làm sao mà có Phật tử đến đông là được. Người ta lấy được cái tiền, người ta cắt cái chùa cho to, Phật cho lớn, để duy trì cái đạo Phật. Để chi? Để ba thời kỳ Thượng, Trung và Hạ Pháp, cái đạo Phật nó mới đi xuyên suốt được, để đến khi Mạt Thượng Pháp Quyền Ký công bố ra, sau đó mới chuẩn lại tu. Anh muốn tu cái gì? Thì trong Quyền Ký đã nói rồi, muốn tu cái gì thì phải ghi cái nấy. Anh muốn làm thần thì tu cũng được, ông Phật không rầy. Muốn làm nô lệ ai, ông Phật cũng không có rầy. Đó, phải hỏi cho đúng. Còn bây giờ hỏi đó thì tới cái chùa bây giờ hiểu rồi. Anh cái nắm căn bản nè, giúp người ta giác ngộ giải thoát có công đức, giúp người ta an vui có phước đức. Thí dụ người ta nói bây giờ ta để cái hòm công đức nghe. Anh cứ vô hỏi với thưa thầy bây giờ công đức tôi cúng này công đức làm gì có công đức, thì coi anh ta trả lời sao. Thì anh hiểu cái này anh nói anh chỉnh lại. Thì đây nếu anh chỉnh mà ông thầy nghe anh có công đức á, nói cho anh biết. Anh mà chỉnh được cái ông thầy đó theo anh là anh có công đức, là ông sẽ không thể hiểu được liền. Tại bây giờ chùa này nói ra có nhiều người muốn tranh luận, tôi mời, tôi vẫn mời lại. Tôi bao hết tất cả ăn uống xe cộ đến đây, tôi bao hết. Muốn tranh luận cái là đây tranh luận, bao nhiêu người cũng được. Đó, là ý gì? Tôi muốn cho mấy cái người đó biết rằng tu theo đạo Phật rồi phải hiểu cho đúng. Chữ hiểu này là giác ngộ. Giác ngộ là hiểu biết, mà mình không biết mình nói vô thì đương nhiên phải đưa vào những cái chuyện mà mê tín dị đoan rồi. Rồi anh hỏi tiếp. Vậy xin hỏi thầy chứ, dụ như các hòa thượng tu lâu năm, những người như tiến sĩ Phật học, ta đã có bằng, có cấp như vậy mà có biết những lời Phật dạy như thế này hay không, hay là các vị đó như thế nào thì xin trưởng ban giải thích. Cái này thì mình cũng không xem vào ta. Bởi vì ta vừa hòa thượng rồi tu cả 6-70 năm mới lên. 20 năm ta đã lên hòa thượng rồi.
Nhưng mà bây giờ muốn nói người ta sao được. Mà bây giờ nói thế này, khi một vị hòa thượng, anh cứ đến hỏi nè, lập chùa ra để cái gì? Giác ngộ. Hỏi chứ thưa hòa thượng, giác ngộ là cái gì? Có người ta trả lời sao? Thì mình nói ta đó, ủa sao thầy hòa thượng tu mấy chục năm mà chỉ giác ngộ không biết? Mình phải nói nhẹ nhàng với ta, rồi ta sẽ tự động người ta chỉnh lại. Còn bây giờ bất cứ người nào mới tu hay là tu lâu mà anh đã kiến tánh là anh thấy, anh biết liền. Còn không kiến tánh, tập quyền ký đọc ra, Đức Phật nói rằng kiến to vậy vậy ra, tánh Phật nó vậy đó, tánh nghe, tánh nói, tánh pháp, công đức, phước đức, ác đức nó vậy đó. Người ta phân biệt cho mình rõ ràng rồi, người ta nói cho mình đã ràng. Còn bây giờ trái đất này nó quay để nó tạo nhân quả đó. Hồi xưa nói trái đất quay tạo nhân quả, ai tin? Cứ nó hỏi về nhân quả gì đó, bề trên đó, bề trên sắp đặt đó. Bây giờ bề trên ở đâu? Trong tam giới nó rõ ràng rồi. Bề trên mà nói ở đây nó nằm cái vùng hai, thì ám chỉ cho là vị Thượng Đế đó. Trong một tam giới có một ông Thượng Đế thôi. Bề trên là chỉ dòng Thượng Đế. Nhưng mà ông Thượng Đế giờ ông cũng bị quay như mình nha. Nhưng mà ông quay cái dòng cao hơn mình chút thôi. Thì bây giờ đời văn minh này nói người ta mới chấp nhận. Chứ hồi xưa nói về thôi Thượng Đế thôi, ông trời cũng sắp đặt sao làm vậy. Mình cứ tin vậy thôi. Bây giờ thành ra bây giờ nên cố gắng đến chùa hỏi những cái này, rồi đi tới các cái chùa, thắc mắc cái chùa nào đó, vô chùa đó hỏi. Thiền Tông cho phép, bây giờ Đức Phật cho hỏi đó, anh cắt cái chùa là để làm gì? Nếu cúng tụng á, cúng á, thì đừng có để cái chùa mà để là cái miễu, cái am vậy đó. Chứ đừng có để cái chùa là giải giải thoát. Khi nào quyền ký đã nói ra rồi thì cái chùa là nơi giải giải thoát thôi, duy nhất một đường thôi, chứ không có nói cái thứ hai. Còn mà cúng tụng này nè, là có đạo tiên, cầu siêu cầu an là có đạo tiên. Còn cúng á, lớn là do đạo thần. Mình phải hiểu vậy, hiểu nguyên tắc của nó đó, thì mình mới hỏi mấy ông thầy được. Chứ còn nếu mình không hiểu được mình lại hỏi ông thầy cũng nói trớ quớt, mình cũng nghe. Ông nói sao nghe vậy? Rồi cứ thắc mắc gì cứ hỏi tiếp. Xin hỏi câu thứ ba. Thì tôi là một cư sĩ, nhưng cũng có tu tại chùa ở Bến Lức. Chùa tôi thì chuyên môn là chặt thuốc nam và hút thuốc nam. Nhưng mà đức thầy của tôi có để lại một câu huấn từ là sau khi ngài đã là tịch, để một câu huấn từ thì gồm có như sau. Tôi còn nhớ là thầy tôi có để một câu là tinh tấn thực hành phước huệ song tu là đường về cực lạc. Nhưng mà chỉ một cái đường về cực lạc thì thí dụ như ở đây chắc cũng nhiều người cũng đã nghe, nhưng mà chưa biết cực lạc là như thế nào. Rồi còn một câu nữa, nếu như một con đường hay hai con đường thì tôi không dành lắm, nhưng mà có một cái câu kế nữa là gặn thầy tôi có gặn lại là tinh tấn thực hành phước huệ song tu là lên đường giải thoát. Thì vậy tôi xin trưởng ban giải cho tôi là hai cái câu là đường cực lạc như thế nào và đường giải thoát ra sao, có hai con đường hay là một con đường mà đã thầy tôi đã để như vậy. Xin hết. Cái bây giờ đó, nếu một người giác ngộ thì nói mới nghe, chứ ông thầy ông không hiểu gì thì muốn nói gì ông nói kể ông. Chứ đường cực lạc, đường nào đường cực lạc? Có cái nước cực lạc thì có, còn con đường giảng sanh lên nước tịnh độ là có, lên đó sống vui sướng ta gọi là nước cực lạc. Con đường thì đường vãng sanh do trung ấm thân chở đi, chứ đâu có đường nào đường cực lạc. Nhưng mà trong... nước cực lạc lại có, phải hiểu vậy nè. Còn vấn đề mà ông thầy muốn nói gì nó phước huệ song tu là cái chuyện phước. Phước là cái chuyện giúp đỡ người ta, huệ là mình thấy được cái cõi âm á. Mà ở đây ai thấy được cõi âm? Phải nói hai cái này không có dính nhau, tại người ta mới gài với nhau cho nó dễ thôi. Chứ còn anh muốn tu cái gì? Anh muốn tu phước lên cõi tịnh độ hay cõi Thượng Đế vậy đó anh tu. Nó có con đường đi, gọi là vãng sanh. Còn cái nước cực lạc thì phải nói là nước cực lạc, chứ không phải nói đường cực lạc được. Đường đó, trên con đường trung ấm thân nó đi rất nhanh, đi bằng tốc độ ánh sáng, làm sao có con đường, làm có thời gian, trong vòng đầy nháy mắt là tới đằng kia rồi. Hơn nữa, chảo chùa tôi thì có hai cái câu liễn hai bên. Ở trước cái chùa thì là coi như là đặt là để là thầy chứ tổ như thầy để lại á, là tịnh độ hoằng khai minh tâm siêu pháp giới, tức là có cái chỗ minh tâm như là ở đây giảng
tôi mới là họ là tới đó. Giờ bên kia là có cái chữ là cư sĩ tu hành, kiến tánh mới triệt quyền cơ. Thành ra tôi tính định hỏi hai câu này nữa cho là trưởng ban giải. Bởi vì nếu thầy tôi không ngộ, không biết gì thì làm sao mà có những cái câu đối này, mà nó giống như ở trong cái tập quyền ký mà tôi đã đọc, có cái chữ kiến tánh đó và minh tâm đó. Vậy tôi xin trưởng ban giải thích giùm. Ở trong đó là gọi là minh tâm kiến tánh Như Lai. Minh tâm là cái tâm mình nó sáng ra, thấy sáng ra thấy được cái tánh Phật. Tánh Phật là tánh Như Lai đó. Mà anh phải kiến tánh mới được. Còn anh không kiến tánh mà ngồi đợi anh cãi sao được? Thì tôi không cãi. Còn cái đường cực lạc nó khác. Cái đường cực lạc là đường vãng sanh. Tại tôi nói là đường vô cực lạc là nước vãng sanh. Còn cái đi về Phật giới á, gọi là con đường giải thoát. Phải hiểu cái này. Bây giờ tôi yêu cầu là đọc cho hết 10 quyển sách. Mà thứ nhất là cái quyển số 10 phải đọc cho thuộc. Phải tụng tí, tụng ni, tụng lại hoài thì mới hiểu được cái này. Chứ còn bây giờ anh nói chuyện, bây giờ người nào mà gọi là kiến tánh thì mới nói được cái này, còn không kiến tánh thì làm ơn đi học, lấy cái quyền ký ra đọc tới đọc luôn, rồi hỏi trong đó người ta trả lời. Chứ bây giờ anh đem cái chuyện minh mông của trời đất ra đô đây hỏi làm sao được. Nhưng giờ cuối cùng thì giúp lại là nếu thầy chỉ rõ là một con đường hay là hai con đường. Nếu hai con đường thì thầy nói hai con đường để tôi biết, hay là một con đường, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Đó là giờ nãy nói rồi, con đường cực lạc là giảng sanh, con đường về Phật giới là gì? Đường giải thoát, người ta nói rõ ràng vậy thôi. Xin cảm ơn thầy.